Tôi nói như ngày hôm qua tôi đi kiểm tra cái khách sạn, tôi vô bà lễ tân, tôi hỏi có trái làm gì chị, bà nó bả chạy. Tôi nói thấy bà rồi, có trái còn lễ tân nó chạy thì cái đám ăn lòng xào dưa trên kia chạy mỏ nào. Cái là dầu mỡ đang chiên trên bếp, nếu mà mình tạt nước vô là ngày mai đi xăm một cặp chân mày 15 triệu đó. Đoạn clip anh công an hướng dẫn phòng cháy chữa cháy gây bão mạng xã hội hóa ra là người quen. Đoạn clip ghi lại cảnh một anh công an hướng dẫn về các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho người dân khiến ai cũng thích thú vì mức độ hài hước đáng yêu. Trước tình hình những vụ cháy xảy ra ngày càng nhiều và mức độ nghiêm trọng hơn, việc biết cách phòng cháy chữa cháy và thoát thân khi có hỏa hoạn trở thành kỹ năng mà người dân nên nắm rõ. Để nâng cao ý thức bảo vệ khi có cháy xảy ra, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người dân những điều nên và không nên làm khi có hỏa hoạn. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây sốt với khoảnh khắc nam chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách thoát nguy cho người dân nếu gặp cháy nhà. Đoạn clip dài hơn 7 phút nhưng khiến ai cũng thích thú xem hết một mạch từ đầu đến cuối. Nguyên nhân không chỉ vì những kiến thức bổ ích được cung cấp mà còn vì mức độ hài hước của nam công an phòng cháy chữa cháy. Thông qua tìm hiểu, nam công an trong đoạn video được xác định là thiếu tá Đỗ Tấn Tài. Hiện anh đang công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip gây bão mạng được người dân quay lại khi anh đang trong quá trình tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh. Những kiến thức được thiếu tá Đỗ Tấn Tài cung cấp không chỉ hữu ích mà còn được nói ra một cách dễ hiểu, hài hước khiến nhiều người dân dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn. Cụ thể, anh có nhiều phát ngôn chất lừ như: tôi từng hỏi chị lễ tân của một khách sạn là nếu có hỏa hoạn xảy ra thì chị làm gì? Chị đó nói là bỏ chạy. Tôi nói thôi chết rồi, chị làm lễ tân mà có cháy chị bỏ chạy, thì đám ăn lòng xào dưa ở trên khách sạn phải làm sao? Các anh chị lưu ý là nếu cháy do dầu mỡ đang chiên trên bếp thì không được tạt nước vào vì dầu nhẹ hơn nước, nó sẽ nổi lên trên. Nếu anh chị tạt nước vào thì ngày mai đi xăm một chân mày mới 15 triệu, nhớ không? Có cháy lớn hay cháy nhỏ là do anh chị quyết định chứ không phải lính cứu hỏa chúng tôi quyết định. Hôm nay là diễn tập nên xe chữa cháy đổ sẵn phía trước. Nhưng nếu có cháy thật thì xe chúng tôi tập kết ở chỗ khác. Khi phát hiện cháy phải gọi ngay cho 114. Lúc đó chúng tôi nhảy lên xe đi đến địa điểm chữa cháy cũng mất gần 10 đến 15 phút mới tới nơi chứ không thể có mặt liền. Chúng tôi là lính cứu hỏa chứ không phải lính tháng 7 mà điện một cái là hiện ra liền. Đồng thời, thiếu tá Đỗ Tấn Tài còn khuyến khích người dân khi đến bất kỳ chỗ nào cũng phải tập thói quen quan sát lối thoát hiểm để khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra có thể lập tức tìm được nơi thoát thân. Không những thế, thiếu tá cho rằng thời đại công nghệ phát triển, người dân nên chủ động lên mạng tìm kiếm cách thoát hiểm khi có cháy để trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn. Sau khi đoạn clip trở nên viral khắp mạng xã hội, mọi người ngay lập tức phát hiện ra anh công an phòng cháy chữa cháy này đã từng xuất hiện và gây xôn xao dư luận cách đây một năm. Còn nhớ hình ảnh nam công an đội mũ đỏ mặc đồng phục của lực lượng phòng cháy chữa cháy tuyên truyền cho người dân cũng khiến cộng đồng mạng cười bò vào năm 2022. Có người còn hài hước đùa rằng mỗi năm anh này xuất hiện một lần mà vẫn không đổi, đây chắc là ước mơ làm nghệ sĩ hài nhưng gia đình không cho.